Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung của Tây Hành Kỳ phần 9 tập 27. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Từ trước đây, không xem ai ra gì, là một thú vương không sợ gì cả. Sau khi bị giam vài trăm năm, trở thành một chú dê con ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng phải là ngươi gì cả, ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, ngươi bị ép buộc. Tây Hành không phải là do ngươi muốn, trong lòng ngươi muốn có nhiệm vụ đường tam tạng thất bại, đúng không? Còn hai vị sư đệ này, ngươi cho là đồ ăn hại, không sai chứ? Thạch hầu tử, hãy tìm lại bản thân đi, ngươi không phải là thú nuôi của thiên thần, ngươi thuộc về bọn ta. Nghe thế Ngộ Không nhớ lại, nó nghĩ, đúng vậy, ta đang làm gì thế này? Hồi ức một đời của ta đều ở yêu quái đại đạo, đàn khỉ ở hoa quả sơn đang đợi ta trở về. Nó nhớ lại lời dặn của Như Lai, ngươi nên có một cái tên mới, ta thấy nên gọi là Tôn Ngộ Không vậy. Vì ngươi có một bắt đầu mới, sau khi ra khỏi hoang động này, ngươi không còn là một thú vương trên yêu quái đại đạo nữa. Ngươi là người thủ hộ chính đạo thế gian có đủ sức mạnh, trí tuệ và nhân từ, dĩ nhiên cũng là bạn của ta. Lúc này phía ngoài, Cửu Vĩ tiếp tục đánh vào tâm lý của Ngộ Không, cô ta nói, những thiên thần áp bức ngươi, ngươi không cần giữ lời hứa với chúng làm gì, vì ngươi không có quyền lựa chọn. Ngươi và người gọi là sư phụ này ở cạnh nhau có gì vui không? Hai người đều nhìn nhau ngứa mắt, đúng không? Còn hai vị sư đệ này, chứ bát giới chỉ mong có được cảm giác hư vinh, hy vọng đi qua yêu quái đại đạo không kinh không hiểm, sau đó sẽ về lòe mắt người trong tộc. Hắn chẳng có chút cố gắng gì, có chuyện gì là chạy ngay. Còn Sa Ngộ Tĩnh, hắn còn không quên chuyện muốn biến thành người. Ý nghĩa Tây Hành với hắn mà nói thì có cũng được, mà không có cũng không sao. Các sư đồ của ngươi chỉ là một loại duyên phận tùy tiện, như vài người đi trên đường gặp nhau kết bái huynh đệ, qua vài ngày là quên ngay thôi. Tam Tạng Pháp Sư ca ca, huynh cho rằng thế này là muốn hoàn thành Tây Hành rất khó khăn, vì an toàn bản thân ở lại đây là tốt nhất. Nghe thế Tam Tạng nói, Cửu Vĩ Hồ cô nương, cô chắc rõ, chuyện tâm tình không nên miễn cưỡng. Cửu Vĩ nghe thế nói, không, người khác không được, nhưng muội được, ta có thể miễn cưỡng huynh, để huynh thật lòng thích ta. Rồi cô ta cầm vào một thanh đoản đao, cô ta nói, chỉ cần ta dùng thủy chủ này rạch ngực huynh ra, moi tim huynh ra ăn, tim của huynh sẽ mãi mãi là của ta. Nghe thế mọi người đều nhìn về phía Ngộ Không. Cửu Vĩ thấy thế nói tiếp, Thạch hầu tử, ta sẽ không làm người khó xử, không cần làm gì cả, cứ giả như không thấy là được. Lúc này bát giới hất văng mâm cơm hét lớn, ồn ào quá, quyết tử chiến đi, rồi cả nhóm rời đi. Vừa chạy bát giới vừa nói, đại sư huynh phản bội chúng ta rồi sao, hắn lại dụ chúng ta vào sao huyệt hồ ly. Tam Tạng nói, đừng phán đoán sớm thế. Bát giới nói tiếp, hắn là bạn cũ của hồ ly tinh, con sai được sao? Đang chạy thì Tam Tạng dừng lại, ông nói, khoan đã, khi vào ngôi nhà không lớn thế, chúng ta đúng là đã ra ngoài mới phải. Ngộ Tĩnh, dò xem đường ra. Ngộ Tĩnh thổi một luồng cát, nhưng nó nói, cát không di chuyển, ở đây hoàn toàn không có không khí mới vào. Nghe thế Tam Tạng lệnh cho bát giới ra tay, nó vung lực húc mảnh tường ngăn cách, nhưng khi cả ba ra ngoài thì phát hiện bên ngoài căn nhà là một không gian uốn khúc. Tam Tạng nói, Ngộ Tĩnh còn biết gì không? Ngộ Tĩnh nói, chúng ta có vẻ đã vào trong một kết giới phép thuật nào đó, tạo nên rất chi tiết, không nhìn thấy sơ hở, muốn ra tìm thứ mấu chốt trong kết giới mới được, nhưng nó là gì thì con không biết. Lúc này Cửu Vĩ Hồ xuất hiện phía sau, cô ả nói, bỏ cuộc đi, ngôn ngữ kết giới của nhà này là người tự nguyện vào, sẽ bỏ mọi quyền lực kháng lại. Nghe thế bát giới nói, vậy thì thảm, đã nói ở đây chẳng tốt lành gì, không nên vào rồi mà. Ngộ Tĩnh nói, huynh nói khi nào thế? Tam Tạng lúc này giơ tay và nói, Cửu Vĩ Hồ cô nương, có gì từ từ nói, sao không giải trừ kết giới ra trước, chúng ta thương lượng giải quyết sự tình thế nào? Cửu Vĩ lúc này cười, được thôi, sau khi ta có được con tim của huynh thì thương lượng đến khi nào cũng được. Rồi Cửu Vĩ biến ra 9 cái đuôi Cửu Vĩ Hồ của mình. Về phía Ngộ Không, nó ngồi suy nghĩ, rắc rối, phiền chết đi được, tính sao đây? Nó nhớ lại hồi ức của mình và Cửu Vĩ, Cửu Vĩ Hồ không chỉ là bạn thân, cô ta cũng là quá khứ tự do tự tại, muốn làm gì đó. Ngộ Không cầm lên chiếc vòng kim cô, lắc đầu và nhớ về lời nói của Như Lai. Ngộ Không, cái tên này hay đấy chứ, hy vọng người sẽ giác ngộ thực sự, mọi chuyện quá khứ nhất thiết dài không. Về phía Cửu Vĩ, cô đã vung 9 cái đuôi tấn công thầy trò Đường Tam Tạng, đòn công kích cực đáng sợ. Cửu Vĩ cười nói, kiên nhẫn chút nào, sẽ kết thúc ngay thôi. Chúng ta quay lại với quá khứ của Cửu Vĩ, đó là vương tử của một quốc gia, hắn nói, ta đã quyết định vì yêu nàng, cả người ta cũng không làm, xin hãy moi tim ta ra đi. Cửu Vĩ nghe thế nói, nếu nghi thức hoàn thành thì không quay lại được đâu, chàng sẽ mãi mãi phải sống trong nhà này. Vị vương tử nói, đây chính là điều ta kỳ vọng, chỉ cần được sống bên nàng là được. Nghe thế Cửu Vĩ dùng đoạn đao cắt đứt trái tim hắn ta, nuốt vào bụng.
Sau khi tỉnh dậy, hắn ta mất tim vẫn có thể sống, nhưng một thời gian hắn ta đã chết đi. Quay lại với thực tại, Cửu Vĩ tiến tới gần Tam Tạng, tay cầm đoạn đao, cô ả nói: "Những người đàn ông ta yêu nhất định phải có khí phách, dũng cảm, kiên nghị và có trách nhiệm. Dĩ nhiên là cũng phải ưa nhìn. Đại Pháp Sư Kaga chính là chàng đó. Hãy đón nhận tình yêu của thiếp, chàng sẽ không hối hận đâu." Tam Tạng nghe thế nói: "Cửu Vĩ cô nương, đừng để ấn tượng đầu tiên đánh lừa. Thật ra những đặc chất cô nói ta đều không có, cô nên tìm người khác thích hợp hơn đi." Cửu Vĩ nói tiếp: "Thiếp đọc được tâm ý của người khác, chàng quên rồi sao? Khiếu khôi hài của chàng đấy, thiếp càng thích hơn." Rồi Cửu Vĩ vung đao lên, nhưng ngay lúc này Ngộ Tĩnh đã xuất hiện từ phía sau, vung đao vào vai của Cửu Vĩ. Nhưng thanh đao không thể làm tổn thương cô ta. Cửu Vĩ quay sang nói: "Ngươi chém làm ta đau đấy, sao đối xử thô lỗ với phụ nữ thế?" Rồi Cửu Vĩ vung những chiếc đuôi đâm xuyên mặt nạ vào ngực của Ngộ Tĩnh. Thấy Ngộ Tĩnh bị đánh bại, Bát Giới bắt đầu sợ hãi, không dám tiến lên chiến đấu. Cửu Vĩ nói: "Còn dám đến, chứ yêu, cẩn thận ta lột da ngươi đấy." Bát Giới vứt Cửu Sĩ Đinh Ba xuống đất, ôm đầu sợ hãi nói: "Sư phụ, xin lỗi." Cửu Vĩ thấy thế nói tiếp: "Đại Pháp Sư ca ca, thiếp không phải đã nói rồi sao, hắn sẽ không liều mạng vì chàng đâu." Bát Giới ôm đầu sợ hãi nói: "Còn không đánh lại nó." Nghe thế Tam Tạng hét lớn: "Đủ rồi, Cửu Vĩ hồ cô nương, mục tiêu của cô là ta, đừng làm khó bọn nó." Nghe thế Cửu Vĩ cười nói: "Chàng đã chấp nhận thiếp rồi sao?" Cửu Vĩ lao tới túm cổ Tam Tạng đè xuống đất. Tam Tạng thấy thế nói: "Đợi đã, cho dù là muốn cũng phải tìm giờ lành tiến hành chứ, ta chẳng phải là kẻ tùy tiện thế đâu." Cửu Vĩ cười nói: "Không đợi được nữa, chàng sẽ hối hận, bây giờ thiếp phải đi lấy tim chàng." Rồi Cửu Vĩ vùng đoạn đao lên, nhưng từ sau lưng Bát Giới đã lao tới hút Cửu Vĩ ra khỏi Tam Tạng. Thấy thế Cửu Vĩ hét lớn: "Con lợn thối, ngươi muốn chết?" Bát Giới nói: "Sư phụ, con lợi hại chứ?" Cửu Vĩ bị văng xa, cô ả điên tiết nói: "Chết tiệt, ngươi chán sống rồi." Thì lúc này Tam Tạng đã xuất hiện trước mặt Cửu Vĩ và nói: "Cửu Vĩ hồ cô nương, tình yêu không phải dùng cách này mà có được. Cho dù cô có ăn tim ta cũng không cam tâm tình nguyện ở lại, bỏ cuộc đi." Rồi Tam Tạng vung một quyền vào mặt Cửu Vĩ. Bị một đòn này, Cửu Vĩ nói: "Chàng đánh thiếp sao?" Tam Tạng nói: "Phải, biết lợi hại của ta chưa?" Cửu Vĩ không nức nở và quay sang nói: "Bạo lực gia đình, thiếp yêu chàng như thế mà chàng lại đánh thiếp, thật quá đáng. Chưa có đàn ông nào đánh ta cả." Rồi Cửu Vĩ vung đuôi tóm lấy cả Bát Giới và Tam Tạng. Cô ta ôm mặt khóc: "Thật đáng thương, người ta yêu lại đánh ta này. Có phải đánh người ta là một cách thể hiện tình cảm không?" Rồi Cửu Vĩ vung đuôi đâm xuyên qua ngực Đường Tam Tạng, máu tươi cuồng phun. Cửu Vĩ kéo Tam Tạng tới gần mình và nói tiếp: "Đại Pháp Sư ca ca, thiếp ra tay nặng quá rồi, đừng sợ. Chỉ cần thiếp ăn thịt chàng, thiếp sẽ che chở cho chàng và chàng cũng sẽ yêu thiếp." Tam Tạng bị thương nặng vẫn cố nói: "Sau khi cô ăn tim ta ra khỏi ngôi nhà này sẽ có hậu quả gì?" Cửu Vĩ nói: "Sẽ chết, chàng ngàn lần đừng làm thế." Nghe thế Tam Tạng nói: "Vậy ta chỉ có chết, dù giá nào ta cũng phải tiếp tục cuộc hành trình." Cửu Vĩ nghe thế nói: "Không, lúc đó chàng sẽ đổi ý, chưa có ai từ chối tình yêu của thiếp cả." Rồi Cửu Vĩ vung đoạn đao lên, nói: "Tim của chàng là của thiếp." Thì lúc này từ phía sau, Ngộ Không xuất hiện và nói: "Cửu Vĩ hồ, dừng tay, bỏ cuộc được chứ, hãy để sư phụ ta yên." Nghe thế Cửu Vĩ quay lại nói: "Thạch Hầu Tử, ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này." Nghe thế Ngộ Không nói: "Ngươi nên gọi ta tên là Tôn Ngộ Không, ta đã nghĩ rất rõ, ta của quá khứ đã không tồn tại nữa." Nghe thế Cửu Vĩ nói: "Ôi, bọn thiên thần đã làm gì ngươi thế?" Ngộ Không cầm kim cô bổng và nói: "Không phải bọn họ, là suy nghĩ của bản thân ta." Nghe thế Cửu Vĩ nói: "Ngươi vì một tên nhân loại này vứt bỏ tình bạn bao năm của chúng ta?" Ngộ Không nói: "Nói sao nhỉ, những tên này thật ra ngươi miêu tả họ rất chính xác,